Em xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Em tên là Trần Ánh Vân, học sinh lớp 8C, trường trung học cơ sở Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định. Đến với cuộc thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh, em xin được kể câu chuyện Đôi Chân Bác Hồ, in trong Bác Hồ với chiến sĩ của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Đôi chân Bác Hồ. Đôi chân của Bác là đôi chân ngàn dặm. Chẳng có ai trong thời đại Bác lại đi nhiều đến thế. Chỉ nói riêng trong thời gian chống Pháp ở Việt Bắc, Bác đã đi rất nhiều. Anh em bảo vệ phục vụ Bác kể, Bác đi khiếp lắm, toán đi bộ, thỉnh thoảng mới đi ngựa. Thoát đã từ Tân Trào sang Thái, thoát đã lên Tuyên Quang, thoát ngược Bắc Cạn. Vừa đi vừa làm việc, viết báo, viết sách. Cánh thanh niên theo được Bác còn đến Tết. Thời gian ở Xiêm, có ngày Bác đã đi bộ hơn 70 km đường rừng. Bác đi quen, xả chân đều, đúng giờ là nghỉ, hết giờ nghỉ lại đi. Dù mưa bão, hệ đã định đến đâu là Bác đến bằng được. Ít khi nỡ đường vì chủ quan. Ai đi theo Bác mệt mỏi, Bác mách cho cách xoa chân, bóp chân bằng nước tiểu, nấu canh lá lốt rừng, ăn cho đỡ đói. Còn đôi chân của Bác thì cứ như là chân thép. Nhưng Bác lại hay thương anh em phải đứng lâu, đi nhiều. Một lần, các chiến sĩ quân đội được vào thăm Bác, xin Bác được chụp ảnh chung, Bác đồng ý. Bác người đồng chí nhấc ảnh tới, để bảo đảm ăn chắc, nhà ảnh xin phép Bác lấy chân máy ảnh đặt máy lên chụp. Chờ mãi mới mang được chân máy ra, Bác nói: chủ tín ngược chân mày thì chân bảo cùng sọc vậy thôi. Hai này đều vui vẻ hẳn lên, quên cả thời gian chờ đợi. Lần khác, nhân dịp Bộ Quốc phòng chưa nãy đoàn đại biểu quân sự Liên Xô do Đại tướng P3 Tốt dẫn đầu, Bác tới dự. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng quân đội ta đọc bản diễn văn bằng tiếng Việt một đoạn rồi ngừng. Một cán bộ đối ngoại dịch ra tiếng Nga nên mất rất nhiều thời gian. Bác quay sang đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: bài dài quá, mình được rụng cả chân. Đồng chí Bộ trưởng phân trần: thưa Bác, hôm nay có các đại biểu quốc tế, có Ủy ban giám sát đình chiến nên xin phép Bác. Sau đó, người viết một tờ giấy nhỏ chuyển tới đồng chí Tổng tham mưu trưởng. Từ đây, chỉ đọc bản tiếng Nga. Cuối cùng, đồng chí Tổng tham mưu trưởng mới nói nhẹ bằng tiếng Việt: cảm ơn quan khách. Tiếng vỗ tay chưa dứt, Bác đã cầm một cốc rượu nhanh nhẹn đi chúc những người đứng xung quanh. Sau đó, người cầm cái dĩa giơ lên nói: bắt đầu thôi, không thì mọi chân làm. Thật ra là Bác nói hộ mọi người. Qua câu chuyện Đôi Chân Bác Hồ, tác giả muốn nhấn mạnh việc Bác đi bộ thường ngày biểu hiện những việc đi bộ, luyện tập thường xuyên, vì dân, vì nước, Bác sẵn sàng hy sinh tất cả, không quản ngại khó khăn mà lùi bước. Câu chuyện có ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc, nhắc nhở em phải luôn học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, người anh hùng vĩ đại. Đó là bài học về lối sống giản dị dành cho học sinh. Em cũng học tập ở Bác sự kiên trì, nhẫn nại, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Biết phê phán những người sống sợ dẫm, phụ thuộc vào người khác. Xin được mượn câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Bác ơi để nói lên những cảm xúc suy nghĩ trong em về Bác Hồ trong lúc này. Bác để tình thương cho chúng con, một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Bác không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta, mà còn là một danh nhân văn hóa của cả nhân loại,
cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu luôn là hình mẫu lý tưởng để chúng ta noi gương học tập. Bác Hồ lúc nhỏ tên thật là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Sau nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh bút danh khác. Bác sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Bác sinh ra trong một thế kỷ đầy biến động, thế kỷ 20, một thế kỷ chồng chất đau thương của cả dân tộc Việt Nam. Thực dân Pháp đem quân xâm lược nước ta, chứng kiến trước cảnh nước mất, nhà tan, bác đã sớm mang trong mình một khát khao cháy bỏng, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi những áp bức bất công. Mang theo trái tim yêu nước, người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước, ngay cả khi chỉ có hai bàn tay trắng. Năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người đã xuống tàu hôn của Pháp để xin làm những công việc nặng nhọc như phụ bếp, quét chuồng ngựa, dọn tuyết, với mong muốn tìm hiểu rõ kẻ thù của mình là như thế nào. Nhưng cũng bởi tình yêu thương, ý chí và lòng quyết tâm, người đã từ bỏ và đến với nước Pháp xa xôi, đến với những con người cùng khổ tham gia đảng cộng sản Pháp. Tất cả những đau khổ vất vả nặng nhọc ấy được đền đáp vào một buổi chiều tháng 7 năm 1920. Ngồi trầm tư trong phòng, người đã đọc được sơ thảo nhập cư của Lenin. Từng con chữ hiện lên, nơi thắp sáng ngàn tia hy vọng. Bác leo lên một mình như nói cùng dân tộc: cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi. Hình của đảng, lồng trong hình của nước. Phúc khắc đầu tiên là phúc Bác Hồ cười. Từ đây, người đã tìm được con đường giải phóng dân tộc sau 30 năm bôn ba hải ngoại. Năm 1941, người đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo nhân dân ta đi đến thắng lợi. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, người đã chính thức đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa và là chủ tịch đầu tiên của nước ta. Thực dân Pháp đem quân xâm lược nước ta, lúc đó người đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng người vẫn kiên cường lãnh đạo nhân dân ta, chống giặc ngoại xâm. Tiêu biểu là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, và đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975. Với bao công lao mà bác đã dành cho đất nước, bác xứng đáng ghi tên mình vào trang sử vàng của dân tộc. Bác Hồ còn là một gương về đức tính giản dị. Bác giản dị từ trang phục đến bữa ăn, đến cách ứng xử hàng ngày. Bác luôn quan tâm đến tất cả mọi người, lo lắng từ cụ già đến em nhỏ. Bác thao thức hàng đêm, lo cho các chiến sĩ, cho dân công chịu khổ ngoài đường. Đến trước lúc ra đi, tâm nguyện của bác vẫn là kháng chiến nhất định thắng lợi, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Tấm lòng ấy thật bao la vĩ đại. Bác Hồ còn là niềm yêu quý, tự hào và vô cùng ngưỡng mộ của cả dân tộc. Và sống mãi với non sông đất nước thân yêu và trở thành mặt trời mọc bất diệt, nuôi soi sáng như nhà thơ Viễn Phu cảm nhận. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân.